À, về đánh giá về kết cục thì sau khi mà bệnh nhân được ghép thì đánh giá cái tỷ lệ lùi bệnh từ 95% lên 100%, như vậy thì sau ghép gần như là một bệnh nhân được đáp ứng hoàn toàn. Tuy nhiên cũng có một ca đáng tiếc là bệnh nhân xa trong tử vong trong thời gian ghép, chiếm tỷ lệ 1,6%. Về đánh giá thời gian bệnh sống không tiến triển, với thời gian là theo dõi 5 năm thì có tại thời điểm 3 năm là khoảng 66% và 5 năm là khoảng 60%, và thời gian sống toàn bộ tại thời điểm 3 năm là khoảng 70% và 5 năm thì cũng gần tương tự như vậy. Và như vậy thì qua một số kết quả như trên thì cũng giống như là về cái tử vong cái sau ghép thì cũng kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự như tác giả Tefini hay là Rankiewicz, thì cái tỷ lệ tử vong trong cái thời gian mà ghép liên quan đến ghép trong 100 ngày thì tỷ lệ là khoảng từ 1,6 cho đến 2,5%. Thời gian sống toàn bộ hay thời gian sống bệnh tiến triển thì trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì có vẻ nó thấp hơn so với một số tác giả. Tuy nhiên cái điều này cũng có thể giải thích được là do về cái thời điểm, cái vấn đề là cái phân nhóm ở dưới nhóm, ở nhóm bệnh nhân ở nghiên cứu thì đặc biệt ở nhóm của chúng tôi thì trong cái slide đầu tiên thì có nói đặc biệt là cái nhóm mà lymphoma dục mũi hay là cái lymphoma dòng tế bào B lớn đang tỏa tái phát kháng trị, đây là một trong những cái yếu tố mà cũng là tiên lượng cũng rất là xấu về thời gian sống toàn bộ hay thời gian sống bệnh không tiến triển. Thì giống như cái bài của anh Vũ báo cáo thì đối với những trường hợp nếu mà tái phát sớm hay là kháng trị thì chúng ta nên sử dụng CAR-T cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì ngay thời điểm đó Việt Nam mình cũng chưa có, cho nên cũng chấp nhận cái chuyện là chúng ta nên tiến hành ghép tự thân. Và như vậy thì qua cái nghiên cứu này thì nhóm nghiên cứu có một cái số kết luận, thì như vậy nghiên cứu đã cung cấp được một số bằng chứng ủng hộ cho tính an toàn và hiệu quả của phác đồ có bendamustine ở bệnh nhân ghép tế bào gốc. Về kiến nghị thì hiện tại thì chúng ta cũng chưa có một cái nghiên cứu nào so sánh trực tiếp giữa phác đồ mà có benda và phác đồ có capmustine. Tuy nhiên thì với kết quả này chúng ta có thể nhận thấy bằng cái việc mà sử dụng thay thế cái bendamustine bằng capmustine thì cũng có tính hiệu quả, và như vậy thì đặc biệt là đối với những bệnh nhân có tổn thương phổi thì chúng ta sử dụng ở nhóm bệnh nhân cái nhóm bendamustine thì sẽ tốt hơn. Và phần trình bày đến đây là hết, trân trọng xin lắng nghe quý thầy cô quý anh chị. Cảm ơn bài bài của bác sĩ Đậm. Thì qua cái phần trình bày thì của cái bài bác sĩ Đậm thì cho thấy rằng khi mà chúng ta ghép tế bào gốc tự thân cho lý u lympho Hodgkin hay không Hodgkin á, thì đối với sử dụng phác đồ gọi là điều kiện hóa đó, trước giờ chúng ta sử dụng phác đồ beam, beam. Tuy nhiên cái Bignu á, nó không có trên thị trường Việt Nam, và thay thế cái thuốc đó bằng bendamustine thì cho thấy cái hiệu quả nó cũng là tương đồng, đồng thời cái tác dụng phụ cũng có thể chấp nhận được. Sẵn đây là có một số bác sĩ trẻ đi học thì chúng tôi cũng xin phép được nói qua cái là trước đây chúng ta nghe nói là ghép tủy xương, nhưng mà sau này thế giới người ta không còn ghép tủy xương nữa. Ghép tủy xương rất là đau, rất là phải đem lên phòng mổ, gây mê cả người cho với người nhận nha. Và gây mê xong rồi chúng ta biết rồi, người ta phẫu thuật, người ta rút từ từ tủy xương ta nằm sấp xuống á, lấy tủy từ trong 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 cái tủy xương á, từ trong xương chậu á, và vừa đau kinh khủng lắm, ta biết rồi, đồ rồi làm tủy đồ nó đau ít, chứ còn cái này lấy là phải lấy nhiều, mà lấy nhiều nó đau lắm. Sau này người ta vận dụng là lấy tế bào gốc từ máu ngoại vi thôi, để cho dùng những cái thuốc GCSF đó, kích thích nó ra, và người ta thu thập, và người ta dự trữ và truyền lại cho người nhận vào cái thời điểm sau khi mà mình hóa trị đó, đấy, thì người ta truyền trở lại. Và cái tế bào gốc này nó có cái nó có tính là hướng về nhà, nó hướng về nhà, và như vậy nhà của nó là ở trong tủy xương á, nên nó chạy trở lại trong trong tủy xương và nó trú ở trong đó, và như vậy nó sẽ mọc, nó gọi là mọc. Và biểu hiện khi nào vào gọi là ghép thành công, tức là các ba dòng tế máu nó trở về bình thường. Và qua nghiên cứu của bác sĩ Đậm cho thấy thời gian mọc trung bình khoảng 10 đến 15 ngày, như vậy là đạt đạt chuẩn. Rồi thì các biến chứng, các biến chứng thì cũng đương nhiên là trong cái giới hạn cho phép, và có cũng nói luôn cho các bạn biết, thì thành phố chúng ta, thứ nhất là bệnh viện Chuyển máu học,
Viện Huyết Học có thể nói là nơi đầu tiên của Việt Nam luôn, cử người đi học về ghép tế bào gốc, chỗ thầy bé đó, giáo sư Trần Văn Bé. Thứ hai là tới Bệnh viện Chợ Rẫy, mình đang nói trong thành phố đó nha, chứ không có nói trong thành phố, Chợ Rẫy, khoa huyết học, chỗ bác sĩ Tùng, trưởng khoa, bác sĩ Tùng là giao cho bác sĩ Đậm coi về cái mạng ghép tế bào gốc. Thứ ba là tới Bệnh viện Nhi Đồng 2, Nhi Đồng 2 ghép trước rồi. Và thứ tư là tới Bệnh viện Ung Bướu mình. Thì Bệnh viện Ung Bướu mình là nhờ sự hỗ trợ trực tiếp từ Bệnh viện Truyền Máu Học. Truyền Máu Học khi chúng ta ghép rồi vừa cử người đi học, và khi ghép thì coi như bên kia hỗ trợ về người nè, qua hướng dẫn chúng ta và coi chúng ta làm, và hỗ trợ về thu thập và dự trữ luôn. Đấy. Và đây có công của bác sĩ Phước để liên hệ. Tức là hiện tại thành phố chúng ta bệnh viện chúng ta là bệnh viện thứ tư đã bắt đầu tiến hành ghép. Riêng nếu mà tính luôn kể thì trước đó đó là Bệnh viện Chợ Rẫy là cũng đã đi qua coi với chúng ta, là chỗ bác sĩ Tùng cũng có ý định là giúp Bệnh viện Ung Bướu trước đó rồi. Thôi thì cái đề tài này chắc chắn sẽ có nhiều người thích để mà hỏi, chúng ta sẽ tiếp tục để cho kịp chương trình. Nhân một trường hợp lymphoma T ở da CD30 dương tính đáp ứng với điều trị Rentuximab Belatin, báo cáo ca lâm sàng và xem lại Ivan với phần trình bày của bác sĩ chuyên khoa Phan Minh Châu. Xin trân trọng kính mời. Thưa chủ tọa đàm, kính thưa quý bác sĩ đồng nghiệp, thì hôm nay thay mặt cho khoa Nội Huyết Học Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trình bày một cái trường hợp lâm sàng lymphoma T ở da có CD30 dương tính đáp ứng với điều trị Rentuximab Belatin, và qua đó thì hồi cứu lại Ivan. Phần trình bày gồm có 3 phần. Thì thứ nhất về phần bệnh án, đó là bệnh nhân nữ 72 tuổi. Bệnh nhân nhập viện vào tháng 3 năm 2022 với những cái tổn thương da ở nhiều nơi. Về bệnh sử thì cách nhập viện 2 năm, bệnh nhân xuất hiện nhiều cái tổn thương da sẫm màu không ngứa và ngứa rất nhiều và không có triệu chứng B. Sau đó bệnh nhân đến bệnh viện da liễu điều trị viêm da cơ địa không có giảm, sang thương da lan rộng hơn, và sau đó bệnh nhân đến bệnh viện Đại học Y Dược xin thiết thì các giả hữu bệnh theo dõi lymphoma và chuyển đến bệnh viện Ung Bướu. Về tiền căn thì bệnh nhân có đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim trên 5 năm và đang điều trị liên tục. Về khám lâm sàng thì có bệnh nhân một điểm và cái tổn thương da lan rộng gần như toàn thân, và bệnh nhân có những cái dày da, có những sẩn trắng nhỏ trên bề mặt kèm với ngứa. Bệnh nhân có cái dày sừng lòng bàn tay bàn chân, sợi mí mắt nhẹ và cái hạch cảnh cao, nghĩ là hạch viêm. Về các xét nghiệm lâm sàng thì huyết đồ, tủy đồ, chức năng gan thận, viêm gan, viêm siêu vi B, C và HIV thì chưa phát hiện, và cái LDH của bệnh nhân thì tăng. Về cái CT thì có những cái nhiều tổn thương da rải rác khắp nơi và nghĩ là trong bệnh cảnh bệnh lý ác tính, và cái hạch cổ của bệnh nhân thì nghĩ là viêm. Về giải phẫu bệnh và hóa môn miễn dịch thực hiện tại bệnh viện Ung Bướu thì kết luận đây là một cái trường hợp lymphoma T ở da thể u sùi dạng nấm mycosis fungoides và có CD30 dương tính. Và tóm lại bệnh án này là bệnh nhân nữ 72 tuổi có nhiều cái sang thương da toàn thân, có đỏ da gần hoàn toàn, có dày sừng ở lòng bàn tay bàn chân, sợi mi mắt. Và các giả hữu bệnh là u sùi dạng nấm CD30 dương tính với bệnh nền là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và thiếu máu cơ tim. Và chúng tôi chẩn đoán trường hợp này là lymphoma Hodgkin ở da giai đoạn 4 EO và IBI đánh giá là 3 điểm, và chúng tôi hóa trị bước 1 với lại phác đồ CHOP. Và sau 2 đợt phác đồ CHOP thì đánh giá là bệnh tiến triển, bệnh nhân có cái độc tính huyết học là giảm mạch cầu hạt độ 3. Sau đó thì do bệnh nhân có nhiều bệnh nền thì chúng tôi quyết định điều trị bước 2 với Rentuximab Belatin đơn chất 16 chu kỳ, và cái trường hợp này thì không có ghi nhận những cái tác dụng phụ kể cả huyết học lẫn các cơ quan khác. Về đánh giá đáp ứng điều trị thì sau 8 chu kỳ thì bệnh nhân giảm rất là nhiều những cái sang thương da và giảm ngứa, và bệnh nhân vẫn có hạch trên lâm sàng, và sau 16 đợt thì những cái CT thì những cái sang thương da không còn bắt màu, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn dày sừng ở lòng bàn tay bàn chân, và chúng tôi có co biopsy hạch cổ lại thì giải phẫu bệnh là hạch viêm. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân trước điều trị, thì bệnh nhân dày da và đỏ da sau 8 chu kỳ, và sau 16 chu kỳ thì gần như cái da của bệnh nhân nó trở về bình thường.
Và chúng ta nhận thấy là sau 16 chu kỳ thì bệnh nhân có cái lòng bàn tay của bệnh nhân gần như trắng hồng trở lại. Tuy nhiên bệnh nhân trên cái mu bàn tay thì vẫn còn đâu đó nó vẫn còn dày sừng ở trên cái mu bàn tay. Và tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì bệnh ổn định, không có tiến triển, và hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi mỗi 2 tháng và sống còn toàn bộ đến thời điểm này là 26 tháng. Và qua một cái trường hợp lem vân tay nguyên phát ở da thì chúng tôi có review lại một số cái y văn như sau. Về lem vân tê ở da, đây là một cái nhóm thuộc cái nhóm lem vân tê tế bào T ở ngoại vi, và đặc trưng bởi sự phát triển bất thường của các tế bào T ở da chiếm khoảng 4% non-Hodgkin lymphoma. Trong đó cái myelogenic phongoid thì nó chiếm khoảng 1% non-Hodgkin lymphoma nói chung, và bệnh thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi là 60 tuổi, và tiên lượng bệnh phụ thuộc vào những cái subtype của cái lymphoma T và tuổi hoặc là giai đoạn bệnh. Và chúng ta thường gặp những cái thể trên cái lymphoma T trên lâm sàng là đó là cái thể mà myelogenic phongoid, hội chứng Sézary hoặc là anaplastic là cell lymphoma. Thì đây là một cái đồng thuận về phân loại T của lymphoma T nói chung, thì nó có rất là nhiều cái subtype, những cái dưới nhóm trong đó thì cái lymphoma T ở da chủ yếu là chiếm 80%, và trong khi cái lymphoma B ở da chiếm khoảng 20 đến 25% các trường hợp. Và lượt qua các thể bình thường gặp, thứ nhất là cái u sùi dạng nấm thì chiếm khoảng 70% các trường hợp lymphoma T ở da, và trên 75% bệnh nhân sẽ có biểu hiện ác tính cái tế bào CD30 ở trên cái bề mặt của bú, và đặc trưng là bệnh phát triển theo năm, với cái diễn tiến là từ dạng giáp, dạng mảng, dạng bú và cuối cùng là đến đỏ da toàn thân. Và 25% trường hợp sẽ có những cái chuyển dạng của myelogenic phongoid, và đây là cái trường hợp tiên lượng xấu. Và cái dưới nhóm thứ hai thường gặp đó là hội chứng Sézary, chiếm khoảng 1 đến 3% các trường hợp lem phân tê ở da, và đặc trưng là chúng ta sẽ tìm thấy những cái tế bào Sézary ở trong máu. Và cái lâm sàng của bệnh nhân gần như tương tự trong cái trường hợp tôi trình bày, đó là bệnh nhân sẽ đỏ da toàn thân, dày sừng lòng bàn tay bàn chân, có loạn dưỡng móng hoặc là có sệ mi dưới, và bệnh nhân có thể kèm với những cái tổn thương hạch hoặc gan lách to. Cái thể bệnh thường gặp thứ ba đó là rối loạn tăng sinh lympho bào T, thì thường gặp nhất là anaplastic là cell lymphoma, chiếm khoảng 30% các trường hợp. Và đối với cái thể bệnh này cũng có trên 70% cái tế bào bú có biểu hiện CD30 dương tính, và cái biểu hiện lâm sàng thường gặp là những cái u nốt đơn độc, và thường nó kèm những cái ổ loét, và thường nó cũng rất là điển hình, nó có những cái mảng đen ở trên bề mặt. Và cái thể thứ hai thường gặp của tăng sinh lympho bào T ở da đó là lympho dạng sẩn. Thì lympho dạng sẩn thì nó thường là diễn tiến người ta xếp nó vào cái bệnh mãn tính, và bệnh này có thể tự khỏi, và cái mô bệnh học của nó gần như tương tự là anaplastic là cell lymphoma. Và nếu như mà trong 8 tuần mà không có lành thì thường thường người ta sẽ xếp vào cái nhóm là anaplastic là cell lymphoma, và điều trị chủ yếu là methotrexate liều thấp. Về cái chẩn đoán bệnh thì cần phải sinh thiết nhiều cái tổn thương da, và đặc biệt là chúng ta sẽ chọn những cái tổn thương da nào mới nhất và nghi ngờ. Và trong những cái trường hợp cần thiết, nếu bệnh nhân có hạch thì chúng ta sẽ sinh thiết hạch kèm theo, và cần phải đánh giá máu ngoại vi để tìm cái tế bào Sézary ở trong máu đối với những trường hợp mà bệnh trễ. Về cái cận lâm sàng chẩn đoán cái lymphoma T ở ngoài da thì gần như là cái giống tương tự như một cái bộ non-Hodgkin lymphoma nói chung. Và về cái xếp giai đoạn bệnh thì nó có sự khác biệt, là chúng ta sẽ xếp theo TNM, có nghĩa là xếp theo cái độ lan rộng của mức độ tổn thương da trên bề mặt của tế bào. Và đồng thời lưu ý là chúng ta sẽ đánh giá thêm cái tỷ lệ tế bào lympho lympho ở máu ở ngoại vi. Và từ đó thì chúng ta sẽ có tương ứng những cái giai đoạn bệnh từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4. Về nguyên tắc điều trị chung cho cái lympho tế bào T ở da thì đối với giai đoạn sớm chúng ta sử dụng những cái liệu pháp trực tiếp tại chỗ như bôi thuốc hoặc những chiếu tia, còn đối với những giai đoạn càng trễ hơn chúng ta sẽ sử dụng những cái phương pháp như đơn trị liệu, hoặc giai đoạn trễ nữa thì chúng ta sẽ kết hợp hóa trị với những cái liệu pháp điều trị trực tiếp. Và đây là cái chỉ định xạ trị cho cái lymphoma tê da thực hiện tại bệnh viện ung bướu. Thì tùy theo cái subtype mà bệnh nhân bị bệnh thì chúng ta sẽ có liều xạ dao động từ 30 cho đến 50 ray trong các trường hợp. Và cái khuyến cáo điều trị theo NCCN đối với cái thể mà thường gặp nhất của lymphoma tê da là myelogenic phongoid, thì đối với những cái giai đoạn sớm thì như đã nói là chúng ta sử dụng các liệu pháp toàn thân hoặc là cái xạ trị tại chỗ. Còn đối với giai đoạn 2B trở lên, đối với giai đoạn 4 thì gần như là chúng ta phải kết hợp với hóa trị đối với những cái phương pháp điều trị tại chỗ. Và khuyến cáo theo NCCN đối với hội chứng Sézary thì chúng ta điều trị như là myelogenic phongoid giai đoạn tiến xa là chủ yếu là điều trị toàn thân. Và trong khi nếu mà bệnh nhân có những cái tái phát kháng trị thì chúng ta sẽ hóa trị liều cao và ghép.
Và cái khuyến cáo theo cái châu Âu thì ngày nay thì các kháng thể đơn dòng rituximab vedotin đây là một cái lựa chọn đối với cái thể bệnh Lafayette nói chung mà có CD30 dương tính, đặc biệt là đối với cái dòng 2 hoặc là dòng 3, và nó là một cái trị liệu chuẩn và nó có cả cải thiện được cái BFS cũng như là cái đáp ứng toàn bộ cho bệnh nhân. Và đối với thể bệnh mà anaerobic tract lymphoma thì khuyến cáo điều trị của NCCN cũng như là của UK thì đối với những tổn thương đơn độc tại chỗ thì chúng ta có thể sử dụng những phương pháp tại chỗ tại vùng như phẫu thuật hoặc là xạ trị tại chỗ. Còn đối với những tổn thương mà đa ổ hoặc là xâm lấn rộng ngoài da thì chúng ta sẽ hóa trị, và trong đó cái vai trò của methotrexate hoặc là cái bentuximab vedotin có thể kết hợp với lại cái hóa trị liệu. Và đối với những cái chuyện ngày nay thì những cái liệu pháp toàn thân thường được sử dụng nhất trên thế giới là đối với những cái phương pháp tại chỗ tại vùng là methotrexate, thì chúng ta nhận thấy là cái tỷ lệ đáp ứng toàn bộ của bệnh nhân nó chỉ khoảng 30%, với tỷ lệ CA nó khoảng 12% các trường hợp. Đối với cái liệu pháp toàn thân như bexarotene đối với giai đoạn sớm cũng như giai đoạn trễ thì tỷ lệ đáp ứng nó khoảng khoảng 40 đến 50%. Tuy nhiên cái thời gian mà bệnh nhân phải tiếp tục cái liệu trình tiếp theo thì nó rất là ngắn, thường khoảng 4 cho đến 8 tháng. Và những cái liệu pháp toàn thân hóa trị liệu mà chúng ta có hiện nay, ví dụ những phác đồ như Ibox, CHOP hoặc là những cái gemcitabine hoặc cái chất nền là doxorubicin liposomal, thì mặc dù là tỷ lệ đáp ứng có thể dao động từ 40 đến 80%, tuy nhiên cái thời gian kéo dài đáp ứng á, thì nó chỉ khoảng 6 tháng cho đến là dưới 1 năm, và trung bình á, là khoảng 6 đến 8 tháng. Như vậy thì cái thách thức trong cái điều trị lymphoma da ngày nay thì hiện nay thì chưa có cái điều trị chuẩn nào mà đối với cái hóa trị thông thường mang lại cái kết quả và cái tỷ lệ đáp ứng lâu dài. Và sự ra đời của kháng thể đơn dòng kháng CD30, kháng thể phức hợp thuốc như là bentuximab vedotin nó đã cải thiện cái kết cục điều trị này. Và cái nghiên cứu ANCAZA là một cái nghiên cứu về đơn trị so sánh giữa hai nhóm trên cái thể bệnh mà lymphoma da tái phát hoặc kháng trị ít nhất là một cái liệu trình điều trị. Người ta so sánh giữa hai nhóm là rituximab đơn trị 16 chu kỳ so sánh với những cái chọn lựa bình thường thông thường của các nhà lâm sàng, và nhận thấy là cái tỷ lệ đáp ứng toàn bộ của nhóm mà có sử dụng rituximab nó cao hơn hẳn, nó từ 40 có thể lên đến 90% các trường hợp. Trong khi nếu chúng ta sử dụng những cái phương pháp hóa trị thông thường như methotrexate thì cái tỷ lệ đáp ứng chỉ khoảng là tầm khoảng 30-40% các trường hợp. Và cái BFS của bệnh nhân cũng cải thiện rõ khi mà chúng ta sử dụng cái bentuximab, và cái BFS nó là trung vị là 16,7 tháng, so với cái sự chọn lựa của các nhà lâm sàng thì BFS nó khoảng 3 tháng, và cái thời gian để mà cái điều trị tiếp theo cái trung vị nó có thể kéo dài đến 14 tháng. Và về tiên lượng của cái bệnh lymphoma T nói chung á, thì nó sẽ khác nhau giữa các thực thể và những cái subtype bệnh. Do đó cần phải chẩn đoán chính xác, và trong đó cái lymphoma dạng sẫm thì tương đương tốt nhất, và cái mycosis phân ít chuyển dạng thì có tiên lượng xấu nhất. Và qua cái nhân một cái trường hợp ca lâm sàng này thì chúng tôi có một số kết luận như sau. Đây là một cái trường hợp bệnh lớn tuổi có nhiều bệnh nền, và cái thể bệnh nhân mắc là lymphoma T nguyên phát ở da mycosis fungoides và có CD30 dương tính. Bệnh nhân không có đạt được đáp ứng với cái hóa trị thường quy CHOP 2 chu kỳ và hóa trị bước 2 với rituximab vedotin 16 chu kỳ. Nó đã cải thiện được cái đáp ứng chủ quan cũng như chất lượng cuộc sống và cải thiện được cái BFS cho bệnh nhân. Và ngày nay thì cái kháng thể đơn dòng rituximab vedotin trong cái lymphoma T ở da có CD30 dương tính. Đây là một cái gọi là giống như là cái cứu cánh để có thể mà cải thiện cái chất lượng sống còn của bệnh nhân cũng như là cải thiện cái tỷ lệ đáp ứng và cái thời gian sống còn không bệnh cho bệnh nhân so với những cái phương pháp hóa trị truyền thống khác. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn các bác sĩ đã lắng nghe ạ. Cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Châu. Thì bác sĩ Châu đã cho chúng ta thấy một cái trường hợp lymphoma T mà ở da đáp ứng với lại điều trị với rentuximab vedotin. Nó là một cái liên hợp giữa thuốc và kháng thể. Nó là kháng thể ở đây nó là anti CD30. Cái này bắt buộc phải thử nha, phải thử có anti CD30 dương thì mới điều trị được. Để tại cho các bác sĩ trẻ có thể hình dung, tôi xin nói gọn như vậy. Lympho chia ra B với T ha, thì bây giờ B nó cũng tốt hơn là T. T nó xấu hơn ha, T nó xấu hơn. Tế bào lớn á nó xấu hơn tế bào nhỏ. Lan tỏa thì nó xấu hơn nang ha.
Và ở da, ở tê á, thường gặp á, thì ngoài hạch ra thì nó có cái tổn thương ngoài hạch hay gặp khác là da ha. Và da đó thì nói chung tê nó đã xấu rồi ha, mà ở da thì nó lại càng xấu nữa ha, hay bị tái phát lắm ha. Và chúng ta cứ phải chữa đi chữa lại, ngoài hóa trị cơ bản với phác đồ chuẩn nền á, là chất doxycycline á ha, thì có thể là liposomal nữa ha, và một trong những cái thuốc mới với điều kiện phải có CD30 dương. Thì trước khi để giới thiệu cái bài mới thì chúng tôi lưu ý bây giờ mình là 14:19, tức là đúng ra là tới 14:20 là cái phần thảo luận nhưng mà thôi thì có vẻ là cái chương trình đó bác sĩ Phước như 10 phút á, nói nó có vẻ nó không đủ, nghe ra tôi cũng nói hơn 10 phút. Bác sĩ Đậm là gần đủ nhất. Thôi thì mình cứ báo cáo thôi ha, tại vì 14:45 là kết giải lao để cho cái phiên sau. Tuy nhiên thì thôi đề nghị các hai báo cáo viên mình cố gắng mình tranh thủ ha. Còn nếu còn kịp á thì mình thảo luận, còn không thôi thì các bạn có thể hỏi trực tiếp ha. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Thanh An đến từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố với đề tài là một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị trẻ sốt giảm mỡ tại Trung tâm Huyết học Ung thư Nhi khoa mới thành lập ở miền Nam. Xin trân trọng kính mời. Dạ, em cũng xin kính chào quý thầy cô và các quý anh chị đồng nghiệp. Thì ở đây cũng rất là nhiều quý anh chị em đã biết, ví dụ chị Thủy mới rời đi, hay chị An, và một số anh chị nung bú thì em cũng biết tên thôi chứ hôm nay mới được biết mặt. Thì em cũng xin giới thiệu, em là bác sĩ An, công tác tại Bộ Môn Nhi của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em cũng công tác tại khoa ung bú xạ trị học hạt nhân của Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Thì Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì có cái khoa ung thư nhi, nguyên huyết học lâm sàng được thành lập cách đây 5 năm và hiện tại thì tụi em cũng điều trị những cái bệnh lý huyết học lành tính cũng như là các bệnh lý huyết học ác tính và bệnh lý ung thư nhi, bệnh lý bưu đặc nhi. Còn ghép tủy thì chưa, chắc tương lai cũng học theo bệnh viện ung bú là sẽ cũng có cái hướng ghép tủy trong tương lai. Yeah. Thì trong cái bài này thực ra thì về sốt giảm bạch cầu hạt là một cái cấp cứu ung thư cũng như là cái biến chứng mà tất cả các cái bệnh nhân hóa trị hầu như đều phải gặp phải. Giống như nãy bác sĩ Đẫm bên Chợ Rẫy nói là hầu như bệnh nhân ghép tủy nào cũng bị sốt giảm bạch cầu hạt hết 100% luôn. Và tất cả những cái bệnh nhân đó thì mình phải xử trí kịp thời cũng như điều trị kịp thời để mang lại cái hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân. Xin bác lại. Thì ủa sao nó tự chạy hả ta? Xin lỗi. Dạ. Yeah. Dạ, thì cái này là một cấp cứu ung thư và rất là phổ biến. Do đó trẻ và những cái trẻ em, đối tượng bệnh nhân của tụi em là trẻ em. Do đó trẻ em mà mắc những cái bệnh lý ung thư đang điều trị hóa chất mà bị sốt giảm bạch cầu hạt thì sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm trùng cũng như là tăng cái nguy cơ phải sử dụng kháng sinh, thời gian nằm viện cũng như là trì hoãn cái quá trình điều trị. Và cái đó sẽ ảnh hưởng đến cái tiên lượng của bệnh nhân. Cũng như là đối với những cái về chi phí y tế, về cái việc xét nghiệm điều trị cũng làm tăng gánh nặng về y tế và giảm chất lượng cuộc sống. Thì trong cái nghiên cứu về sốt giảm bạch cầu hạt ở bệnh nhân trẻ em thì chúng ta cũng có một số nghiên cứu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, thì người ta đều thấy những cái bệnh nhân điều trị hóa chất có giảm bạch cầu hạt sẽ tăng nguy cơ bị nhiễm trùng. Và cái nhiễm trùng đó sẽ làm tăng gánh nặng bệnh tật cũng như là thời gian nằm viện và ảnh hưởng tới kết cục điều trị. Do vậy chúng tôi thực hiện cái nghiên cứu này trên cái đối tượng bệnh nhân đang điều trị hóa trị liệu tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, với ba mục tiêu. Thứ nhất là xác định các tỷ lệ trung bình, các đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng của các bệnh nhi bệnh ác tính có sốt giảm bạch cầu hạt. Thứ hai là xác định tỷ lệ các phương pháp điều trị và kết cục điều trị của sốt giảm bạch cầu hạt, và cuối cùng là xác định các yếu tố liên quan tới kết cục điều trị. Thì đây là một cái nghiên cứu mô tả loạt ca, tức là tất cả các bệnh nhân trong thời gian nghiên cứu sẽ được nhận vào lô nghiên cứu. Các bệnh nhân này là bệnh nhân ngoại trú có bạch cầu hạt đang điều trị hóa chất, có bạch cầu hạt dưới 500.000, dưới 500 con trên Madolit hay là dưới 1.000 con trên Madolit và có xu hướng giảm dần trong quá trình theo dõi. Bệnh nhân có ghi nhận sốt, tức là được định nghĩa là có nhiệt độ đo ở nách trên 37.8 hoặc là nhiệt độ ở nách trên 37.5 mà kéo dài hơn 1 giờ. Thì cái này mình cũng modify những cái tiêu chuẩn quốc tế về định nghĩa sốt, đó là ở theo những cái tiêu chuẩn quốc tế thì người ta sẽ đo nhiệt độ hậu môn. Tuy nhiên cái việc đo nhiệt độ hậu môn trên trẻ em cũng như là trên bệnh nhân giảm bạch cầu hạt thì cũng rất là hạn chế trong cái số lượng bệnh nhân nó đông. Do đó chúng tôi đã chuyển thành cái nhiệt độ đo thân nhiệt đo ở nách.
tiêu chuẩn loại ra là bệnh nhân có bị tử vong hay là do nguyên nhân khác hoặc là chuyển viện khi đang theo dõi. Về kết quả thì trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng tôi thu nhận được 95 bệnh nhân có những cái đủ cái tiêu chuẩn để đưa vào nghiên cứu. Và ở đây nam thì nhiều hơn nữ, tuổi trung bình là 61 tháng, tức là cái đối tượng bệnh nhân cũng khá là nhỏ. Tiền sử có nhập bệnh cầu hạc trước đó thì có bệnh nhân có 11% bệnh nhân có hai lần có từ hai lần có sốt giảm bệnh cầu hạc trước đó, và có một lần sốt giảm bệnh cầu hạc trước đó là 23%. Tình trạng dinh dưỡng thì các bệnh nhân có suy dinh dưỡng nặng là 12,6%, bệnh nhân suy dưỡng vừa và trung bình là 11%, không có bệnh nhân béo phì nhưng mà không có suy dinh dưỡng là 75,8%. Cái này em xin lướt qua. Về chẩn đoán bệnh ác tính thì tại Bệnh Nhi Đồng thành phố thì tụi em điều trị cả bệnh huyết học và bệnh u bướu đặc. Do đó ở đây đa số bệnh nhân là bệnh lý bạch cầu cấp, dòng lympho và dòng tủy. Ngoài ra thì cũng có những cái bệnh nhân bệnh lymphoma, như Hodgkin lymphoma và non-Hodgkin lymphoma. Bệnh nhân bướu đặc chủ yếu là sạc cơm xương thì ở đây có 6,3%. Bệnh mô bào và những cái bệnh khác, bệnh bướu đặc lẻ tẻ khác. Rồi, và cái đặc điểm của bệnh nhân khi sốt giảm bệnh cầu hạc thì đa số những cái bệnh nhân này là đã kết thúc cái đợt hóa trị trước đó, nó chiếm tỷ lệ là 60%, và có những bệnh nhân đang hóa trị thì chiếm tỷ lệ khoảng 40%. Trung vị của số ngày giảm bệnh cầu hạc là 12 ngày, và thời gian từ lúc hóa trị đến lúc giảm bệnh cầu hạc từ 7 ngày trở lên chiếm 86%, và số ngày sốt khi nhập viện của bệnh nhân trung vị là, có thể là bệnh nhân sốt một ngày rồi nhập viện, trung vị là một ngày rồi nhập viện. Lý do của bệnh nhập viện của bệnh nhân chủ yếu là lý do sốt. Ngoài ra thì có thể bệnh nhân nhập viện theo hẹn điều trị hóa chất, sau đó sốt xảy ra trong bệnh viện, hoặc là có các triệu chứng của bệnh lý ác tính, hoặc là cái triệu chứng của bệnh lý gây bệnh. Thì ở đây các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân khi nhập viện chủ yếu là những cái nhóm bệnh về triệu chứng về hô hấp, triệu chứng về tiêu hóa, triệu chứng về nhiễm trùng. Có một số bệnh nhân có sang thương da, hay là một số bệnh nhân đặt cateter, hoặc là có cateter trung ương sẽ bị đỏ da vùng cateter. Đặc điểm về công thức máu hay xét nghiệm tổng thể tế bào máu tại thời điểm sốt giảm bạch cầu hạc thì thường là có bạch cầu thấp, ở đây có tỷ lệ bạch cầu dưới 1.000 hoặc là chiếm tỷ lệ 44%, và bạch cầu hạc giảm có tới 50% bệnh nhân bạch cầu hạc giảm dưới 200.000, dưới 200 con trên 1 pyrolit, và có 25% bệnh nhân có bạch cầu hạc từ 200 đến 500 con trên pyrolit. Về tình trạng thiếu máu thì bệnh nhân có thiếu máu cũng chiếm tỷ lệ rất là cao. Tình số lượng bạch cầu, số lượng tiểu cầu thấp thì ở đây mình thấy có 60% bệnh nhân số lượng tiểu cầu dưới 100.000. Về việc xét nghiệm vi sinh cũng như nuôi cấy định danh thì chúng tôi ghi nhận được là tất cả các bệnh nhân nhập viện thì có khoảng 88% được nuôi cấy định danh, thì có trong đó đâu đó có khoảng 11% bệnh nhân nó bị sót, không có nuôi cấy, hoặc là tiến triển lâm sàng tiến triển nên là cái việc nuôi cấy nó bị bỏ qua. Về cái bệnh phẩm nuôi cấy chủ yếu là máu 100%, dịch não tủy, phân nước tiểu hoặc là dịch mũ từ các cái vị trí nhiễm trùng cũng được sử dụng. Kết quả nuôi cấy dương tính là 22,6%. Cái tỷ lệ này thì khá là thấp so với các nghiên cứu của nước ngoài. Thì em cũng xin các cái bệnh viện khác cho những cái thông tin thêm, hoặc là cho những cái ý kiến thêm về cái việc nuôi cấy tỷ lệ nó có cao không. Chứ còn tại Bệnh viện Di Đồng thì cái việc nuôi cấy sau chờ kết quả nó dương tính thì cũng rất là lâu, khoảng 5-7 ngày, và cái kết quả dương tính chỉ chiếm khoảng 22,6% cho cả cái quá trình điều trị. Kết quả dương tính lần đầu nó có 16% thôi, tức là mình cấy nhiều lần thì có thể nó dương tính nó nhiều hơn. Cái tác nhân nuôi cấy hồi nãy thì chủ yếu là vi khuẩn gram âm thì cũng giống như y văn, thì những cái bệnh nhân sốt giảm bệnh cầu hạc thông thường sẽ dễ nhiễm các vi khuẩn gram âm, sau đó có thể là nhiễm nấm và gram dương. Loại kháng sinh đầu tay thì theo phác đồ của bệnh viện thì những cái kháng sinh đầu tay thường là cephalosporin thế hệ thứ tư đơn độc. Một số trường hợp bệnh nhân yếu tố nguy cơ thấp hơn thì có thể được sử dụng cephalosporin thế hệ thứ ba, và hầu như là khoảng 60-70% bệnh nhân sẽ được kết hợp kháng sinh sau đó. Về cái đặc điểm điều trị thì thời gian hết sốt của bệnh nhân trung vị là 8 ngày, thời gian hồi phục bạch cầu trung bình là 16,6 ngày, thời gian nằm viện của bệnh nhân trung bình là 24,2 ngày. Cái thời gian này nó khá là dài, thì ở đây có nhiều yếu tố, có thể là
do cái đợt nhiễm trùng hoặc là bệnh nhân sẽ được điều trị tiếp với đợt hóa chất tiếp theo, do đó tổng cái thời gian nằm viện nó sẽ kéo dài hơn. Một số bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân mà bú đặc thì được điều trị thêm những cái điều trị hỗ trợ khác, ví dụ như là điều trị kích bạch cầu sử dụng như GCSF, hoặc là một số bệnh nhân sẽ được truyền hồng cầu lắng, truyền tiểu cầu để điều trị trong cái phác đồ điều trị hỗ trợ. Ở đây thì chúng tôi cũng có tìm một số yếu tố liên quan đến đặc điểm dịch tễ, về đặc điểm dịch tễ lâm sàng, cận lâm sàng và số ngày hồi phục bạch cầu. Thì trong những cái nhóm bệnh nhân chúng tôi thấy rằng cái nhóm bạch cầu cấp thì cái thời gian hồi phục bạch cầu nó sẽ chậm hơn. Cái này mình thấy là nó có ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân đang hóa trị thì cái thời gian hồi phục bạch cầu cũng sẽ thấp hơn so với những cái bệnh nhân đã kết thúc cái thời kỳ hóa trị và nhập viện lại vì sốt giảm bạch cầu hạt. Những bệnh nhân có khởi phát sốt giảm bạch cầu hạt dưới 10 ngày sau khi kết thúc hóa trị thì sẽ kéo dài cái thời gian hồi phục bạch cầu hơn so với những bệnh nhân khởi phát sốt giảm bạch cầu hạt từ ngày thứ 7 trở lên. Số lượng tiểu cầu tại thời điểm ghi nhận dưới 100.000 thì cũng là yếu tố liên quan với số ngày hồi phục bạch cầu chậm hơn. Ngược lại thì đối với những cái bệnh nhân điều trị thuốc kích bạch cầu thì sẽ làm rút ngắn cái thời gian sốt giảm bạch cầu hạt, thì cái này chúng ta thấy cũng hợp lý. Và những cái với lại đa số những cái bệnh nhân sử dụng kích bạch cầu thường là những bệnh nhân bú đặc điều trị hóa trị liệu liều cao. Và từ những cái nghiên cứu này thì nhóm nghiên cứu đưa ra những kết luận như sau. Thì đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của dân số nghiên cứu đó là tuổi trung bình của bệnh nhân thường là 61 tháng và tỷ lệ nam trên nữ là 3/1. Thì có 77,9% thuộc nhóm bạch cầu cấp, 86,3% giảm bạch cầu hạt xảy ra từ ngày thứ 7 trở lên sau hóa trị liệu. Tỷ lệ nuôi cấy chung là dương tính là 22,6%. Ở đây tỷ lệ thời gian sốt trung bình là 5 ngày, hết sốt trung bình là 8 ngày, thời gian hồi phục bạch cầu là 16 ngày, thời gian nằm viện là 24 ngày trung vị. Tỷ lệ sử dụng kháng sinh đơn lẻ là 66%, có phối hợp hai loại kháng sinh trở lên khi bắt đầu điều trị là 34% và toàn bộ quá trình điều trị là 75%. Có các yếu tố liên quan đến sự chậm hồi phục bạch cầu hạt, đó là nhóm bệnh nhân bạch cầu cấp, nhóm bệnh nhân đang điều trị hóa trị liệu, nhóm bệnh nhân sốt giảm bạch cầu hạt trong vòng 7 ngày sau hóa trị và nhóm bệnh nhân có tiểu cầu dưới 100.000 khi bắt đầu sốt giảm bạch cầu hạt. Và cái nhóm điều trị thuốc kích bạch cầu thì liên quan với thời gian hồi phục bạch cầu hạt nó sẽ nhanh hơn. Em xin hết và xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp. Dạ, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Thanh An. Mình cũng xin giới thiệu, mình là bác sĩ Tường An, là trưởng khoa ung bướu nhi của bệnh viện ung bướu. Thì mình, cái khoa của mình thì chắc là thành lập trước khoa của bệnh viện Nhi đồng thành phố một thời gian khá dài rồi. Thì ở bệnh viện Nhi đồng thành phố, cái quá trình thành lập cũng giống như là tiến hành điều trị các bệnh lý về ung thư nhi thì cũng được theo mình nhớ là trước dịch cho đến ngày hôm nay thì mình cũng bắt đầu, mình dần dần chắc là sau này sẽ phát triển lớn. Nếu mà có những thành viên giống như bác sĩ Thanh An thì bác sĩ Thường An tin là khoa nó sẽ càng ngày nó sẽ càng vững mạnh như lắm. Nói về cái bài này thì mình thấy là đây là một cái tổng kết, mặc dù là số lượng bệnh nhân không nhiều, không trên 100, nhưng mà mình có thể xem là một số lượng bệnh nhân mình có thể là đại diện cho, mặc dù bác sĩ Thanh An tổng kết số lượng bệnh nhân điều trị khiêm tốn đối với một số bệnh lý về mặt huyết học, chủ yếu là bệnh bạch cầu, lymphoma và các bệnh bú đặc, chủ yếu là sơ cơm xương, nhưng mà mình thấy là gần như nó đã có thể, mình có thể dùng để mình tổng kết cho vấn đề liên quan đến sốt giảm bạch cầu hạt của cái mảng ung thư nhi luôn. Tại vì ở bệnh viện ung bướu của mình thì sau khi mình thấy nghiên cứu cái bài này thì mình thấy là nếu mà các bạn muốn học thì cái bài này là một cái bài tổng kết tương đối là mình thấy đầy đủ lắm. Và ở bệnh viện Nhi đồng thành phố, mặc dù là bệnh viện mới thành lập, nhưng mình thấy là để mà cấy tìm vi khuẩn và các tác nhân gây ra sốt giảm bạch cầu cho bệnh nhân thì tỷ lệ cũng rất là cao, khoảng 80%, và trong đó là cái dương tính lên tới 20-mấy% đó. Thì ở bệnh viện ung bướu của mình thì ở nhi thì mình chưa có nghiên cứu cái đó bác An, nhưng mà ở người lớn thì mình có nghiên cứu và hình như cái tỷ lệ của mình thấp hơn một chút hả bác sĩ Tính? Theo bác sĩ thấy là như có thấp hơn một chút, nhưng mà một chút thôi, hình như là cũng khoảng 18% hay bao nhiêu đó ở người lớn á.
Dạ. Rồi thì thôi bây giờ coi như là các bác sĩ nhi thì nãy giờ cũng có vài bác sĩ ở khoa mình lên tham gia đó bác An. Thì chắc rồi cũng học tập rất là nhiều từ cái bài báo cáo của bác sĩ Thanh An, và mình cũng rất là cảm ơn bác sĩ Thanh An trong cái buổi ngày hôm nay đã cho một cái bài tổng kết là theo bác là đầy đủ trong cái mảng điều trị cái này. Và xin đây mình cũng xin chuyển qua đến cái đề tài cuối cùng ở cái khoa xét nghiệm của mình là bác sĩ Tính, đề tài về bước đầu đánh giá về tình trạng thiếu sắt ở bệnh nhân ung thư bị thiếu máu tại bệnh viện ung bướu do bác sĩ Tính. Dạ báo cáo ạ. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô và quý anh chị đồng nghiệp ạ. Em là bác sĩ Lê Thị Ngọc Hương, hiện tại đang công tác tại khoa xét nghiệm bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em xin đại diện nhóm tác giả và cũng như chủ nhiệm đề tài là bác sĩ Phan Văn Tính để trình bày báo cáo về kết quả của nghiên cứu bước đầu đánh giá tình trạng thiếu sắt ở bệnh nhân ung thư bị thiếu máu. Thì nội dung trình bày của em gồm có 5 phần chính. Phần thứ nhất là phần đặt vấn đề. Thì như các anh chị đã biết, thiếu máu là tình trạng có ít tế bào hồng cầu lưu thông. Nguyên nhân thường gặp nhất là do thiếu sắt. Lượng sắt trong cơ thể không đủ sẽ dẫn đến giảm sản xuất hồng cầu. Ở người trưởng thành, mỗi ngày có 1 đến 2 mg sắt bị mất đi và thay vào đó là lượng sắt được hấp thu qua khẩu phần ăn. Nhu cầu cung cấp sắt để tạo hồng cầu mới mỗi ngày là khoảng 25 mg và lượng sắt còn lại sẽ được đưa vào kho dự trữ, được dự trữ chủ yếu dưới dạng ferritin có trong các tế bào gan và các đại thực bào ở trong lách và tủy xương. Về sinh lý bệnh của thiếu máu thiếu sắt thì được phân ra làm hai nhóm chính. Nhóm thứ nhất là nhóm thiếu sắt tuyệt đối, là tình trạng giảm sắt và giảm ferritin huyết thanh. Nhóm thứ hai là nhóm thiếu sắt chức năng, là tình trạng giảm sắt nhưng ferritin bình thường hoặc tăng. Việc điều trị thiếu máu thiếu sắt hiện nay chủ yếu cũng dựa trên hai nhóm phân loại này. Về dịch tễ thì trên thế giới có khoảng 25% dân số có thiếu máu, hơn một nửa là do thiếu sắt. Thì tình trạng thiếu máu thiếu sắt này ảnh hưởng rất nhiều đến các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Theo một khảo sát thiếu máu do ung thư ở châu Âu thì có 39% bệnh nhân ung thư ban đầu bị thiếu máu và tỷ lệ này tăng lên đến 67% tại một thời điểm nào đó trong giai đoạn theo dõi 6 tháng ở những bệnh nhân được hóa trị liệu. Thiếu máu thiếu sắt được ghi nhận là có mối tương quan với tình trạng hoạt động kém ở các bệnh nhân, nhưng vẫn còn nhiều bệnh nhân không được điều tra và điều trị bổ sung sắt kịp thời. Theo các y văn, thì thiếu máu ở bệnh nhân ung thư vừa là hậu quả của bệnh ung thư, vừa là hậu quả của quá trình điều trị. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu dinh dưỡng, do rối loạn chuyển hóa sắt, tăng các phản ứng viêm, suy tủy xương, độc tính của thuốc điều trị hoặc là do xuất huyết. Ở tại Việt Nam, thì ung thư có tần suất mắc cao. Thiếu máu do thiếu sắt trên bệnh nhân ung thư chưa được điều tra và mô tả rõ ràng. Vấn đề nghiêm trọng ở đây là thiếu máu có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm gây tử vong và việc thiếu máu có thể làm trì hoãn việc điều trị ung thư. Điều trị thiếu máu trên các bệnh nhân ung thư còn hay bị bỏ quên, chỉ truyền máu khi nặng và việc sử dụng kích thích tố tăng hồng cầu còn chưa được áp dụng rộng rãi, cũng như chưa thường xuyên đánh giá sắt và bù sắt kịp thời cho bệnh nhân. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá tình trạng thiếu sắt ở bệnh nhân ung thư bị thiếu máu. Phần 2 là phần phương pháp và đối tượng nghiên cứu. Thì nghiên cứu này được khảo sát trên cỡ mẫu đặt ra là 300 bệnh nhân bằng phương pháp mô tả cắt ngang từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 trên đối tượng là các bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú có thiếu máu dựa trên xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu và dựa trên tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Các bệnh nhân ung thư bị thiếu máu sẽ được làm xét nghiệm sắt và ferritin huyết thanh để đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Các biến số trong nghiên cứu bao gồm mức độ thiếu máu nặng hay thiếu máu nhẹ, tình trạng thiếu sắt tuyệt đối hay thiếu sắt chức năng, tình trạng giảm sắt huyết thanh, tình trạng giảm ferritin huyết thanh và các biến số khác như tuổi, giới và phương pháp điều trị đặc hiệu. Nghiên cứu được thực hiện theo quy trình 4 bước như đã trình bày trên sơ đồ và chỉ sử dụng mẫu máu dư của bệnh nhân để làm xét nghiệm và đã được Hội đồng Đạo đức Bệnh viện thông qua. Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu, nhóm nghiên cứu đưa ra được những kết quả như sau. Thì đây là bảng số liệu cho thấy đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu. Có tổng cộng 312 bệnh nhân được thu nhận vào nghiên cứu, trong đó đa số các bệnh nhân ở độ tuổi từ 50 đến 69 tuổi, giới tính nam nhiều hơn nữ, tỷ lệ suy dinh dưỡng là 14%. Hơn 55% các bệnh nhân đã và đang trong quá trình điều trị đặc hiệu, với hai phương thức hóa trị và xạ trị chiếm tỷ lệ cao nhất. Mức độ thiếu máu nhẹ là khoảng 80% và thiếu máu nặng là khoảng 20%. Các số liệu về những đặc điểm chung này là phù hợp và có thể giải thích được trên đối tượng của nghiên cứu là các bệnh nhân ung thư bị thiếu máu đang điều trị ngoại trú. Các bệnh nhân ung thư sẽ được kiểm tra sắt và ferritin huyết thanh và kết quả xét nghiệm cho thấy có 61,5% các bệnh nhân có giảm sắt huyết thanh so với mức bình thường.
15,7% các bệnh nhân có giảm ferritin huyết thanh và 14,1% các bệnh nhân có giảm sắt và vừa giảm ferritin huyết thanh. Từ đó, ghi nhận được tỷ lệ thiếu sắt tuyệt đối là 14,1% và thiếu sắt chức năng là 47,4%. Nhìn chung thì các chỉ số thiếu sắt trong nghiên cứu này là tương đối tương quan với nghiên cứu khác trên thế giới. Về mức độ thiếu sắt huyết thanh thì nồng độ sắt huyết thanh bình thường dao động trong khoảng 13 đến 34 micromol trên lít. Ở nghiên cứu này chúng tôi ghi nhận được giá trị trung vị là 8,8 micromol trên lít và giá trị thấp nhất là 0,8 micromol trên lít. Điều này cho thấy các bệnh nhân ung thư bị thiếu máu có thể gặp tình trạng thiếu sắt rất nghiêm trọng và nếu dinh dưỡng không phù hợp có thể làm ảnh hưởng tới tình trạng thiếu sắt nhiều hơn. Đây là bản dữ liệu cho thấy mối liên quan giữa một số yếu tố với tình trạng giảm sắt huyết thanh. Thì sau khi phân tích, ghi nhận được có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về phương pháp điều trị đặc hiệu, mức độ thiếu máu và tình trạng giảm ferritin huyết thanh đối với tình trạng giảm sắt huyết thanh với giá trị B nhỏ hơn 0.05. Cụ thể là các bệnh nhân được điều trị sẽ bị thiếu sắt nhiều hơn các bệnh nhân không điều trị. Các phương pháp hóa trị và xạ trị ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình trạng thiếu sắt. Cũng như mức độ thiếu máu càng nặng thì thiếu sắt càng nhiều và bệnh nhân có tình trạng giảm ferritin huyết thanh sẽ bị thiếu sắt nhiều hơn. Các kết quả này là hoàn toàn phù hợp với cơ chế bệnh sinh của bệnh lý ung thư khi mà thiếu máu là tình trạng phổ biến thường gặp trong quá trình điều trị và là biến chứng của trị liệu. Đây là sơ đồ trong hướng dẫn thực hành của Hội Ung thư Châu Âu về quản lý thiếu máu thiếu sắt trên bệnh nhân ung thư. Sơ đồ này cung cấp những công cụ giúp đánh giá tình trạng thiếu máu và họ cũng dựa trên tình trạng thiếu sắt tuyệt đối và thiếu sắt chức năng để đưa ra hai chiến lược điều trị khác nhau. Đối với những bệnh nhân đang dùng hóa trị liệu có biểu hiện thiếu máu và có thiếu sắt tuyệt đối thì được khuyến nghị là nên bù sắt. Bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu và có thiếu sắt chức năng thì nên sử dụng kích thích tố tạo hồng cầu và có thể bù sắt kết hợp. Còn ở những bệnh nhân thiếu máu nặng, cần cải thiện hemoglobin và triệu chứng thì được khuyến cáo là nên truyền hồng cầu ngay lập tức. Từ những kết quả trên thì nhóm nghiên cứu rút ra được những kết luận như sau. Thiếu máu do thiếu sắt trên các bệnh nhân ung thư là phổ biến với tỷ lệ 61,5%. Trong đó, thiếu sắt chức năng là 47,4% và thiếu sắt tuyệt đối là 14,1%. Các yếu tố liên quan tới tình trạng thiếu sắt bao gồm phương pháp điều trị đặc hiệu, mức độ thiếu máu, tình trạng giảm ferritin huyết thanh với giá trị B. Cuối cùng là phần kiến nghị. Xét nghiệm sắt và ferritin huyết thanh là hai xét nghiệm tương đối dễ thực hiện và không tốn nhiều chi phí, nên được các bác sĩ lên kế hoạch kiểm tra thường xuyên, giúp đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt, từ đó góp phần lựa chọn phương pháp bù sắt phù hợp cho bệnh nhân. Và dinh dưỡng phù hợp ở bệnh nhân ung thư cũng góp phần dự phòng được tình trạng thiếu máu. Dạ, đây là một số tài liệu tham khảo em sử dụng trong nghiên cứu. Và phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý anh chị đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn phần trình bày của tiến sĩ An. Thì chúng ta may quá, chúng ta cũng còn được 3 phút rồi. Xin mời các anh quý đại biểu mình đặt câu hỏi. Mời bác sĩ Châu. Thật ra thì em rất trong các bài báo cáo thì do một cái lĩnh vực, nói chung là lĩnh vực chuyên khoa sâu, đó là lĩnh vực ghép tế bào gốc mà bệnh viện ung bướu mình đang bắt đầu thực hiện, thì cho nên em rất là tâm đắc. Cho nên thì cũng xin hỏi cái này thực tế là về những cái kinh nghiệm thôi. Thì đối với những cái mantle cell lymphoma, nếu mà mình sử dụng cái phác đồ bendamustine rituximab thì sau đó mình hóa trị bằng cái phác đồ BIM mà có bendamustine này nè, thì nó có ảnh hưởng đến cái thu thập tế bào gốc hay không? Là câu hỏi thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong cái trường hợp mà ghép lymphoma T hay ghép lymphoma B đó, thì trong cái phần tổng kết của bác sĩ Đậm á, thì này là mình ghép first line dành cho, thí dụ như đối với cái lymphoma T thì có một số cái chỉ định mình ghép first line củng cố luôn. Còn trong lymphoma B đó thì bên huyết học á, người ta ghép đối với những cái trường hợp mà điều phối đạo B-cell á, mà 4 năm á, IBI 4 năm thì người ta ghép củng cố. Thì bên bác sĩ Đậm cái quan điểm nó như thế nào? Cái thứ hai nữa là đối với cái trường hợp mà tái phát kháng trị mà có đáp ứng với hóa trị như lymphoma T, đối với cái lymphoma T thì cái tỷ lệ hồi phục sau ghép của mình đó, nó có được như vậy, có được khoảng 10 ngày thì nó mọc không?
Tại vì cái lymphoma thực sự nó khi mình hóa trị cái first line nó đã suy tủy sâu rồi, mà bên ông bố mình cũng dự định là sẽ ghép những trường hợp này, thì không biết cái kinh nghiệm trong cái trường hợp này á, thì nếu mà nó thành công với hóa trị bước 2 thì mình ghép cái khả năng thành công nó có cao hơn. Bác sĩ xin bác sĩ Đàm chia sẻ thêm. Dạ cảm ơn cái câu hỏi của chị Châu, thì có 3 câu hỏi nha, chắc em xin trả lời đi ngược lại chút xíu. Cái câu hỏi đầu tiên mà vấn đề mà chúng ta điều trị và chúng ta ghép ở lymphoma mà dòng tế bào T đó, thì ở khoa thì có hai cái dạng là bệnh nhân gặp thường gặp nhất. Thứ nhất là cái T ngoại vi, và cái thứ hai đó là TNK dùng mũi. Thì rõ ràng á, thì chúng ta thấy như mà trước năm mà khoảng năm 2000 á, thì gần như đối với những cái trường hợp mà lymphoma tế bào T ngoại vi á, chúng ta nên ghép, có nghĩa là ghép bước 1 luôn, có nghĩa là bệnh nhân đạt lùi bệnh, là mà tốt nhất là chúng ta nên đã đạt lùi bệnh hoàn toàn. Và đối với những trường hợp mà chỉ lùi một phần á, thì chúng ta cũng nên hóa trị bước 2 để cho đạt lùi bệnh hoàn toàn mà chúng ta ghép. Thì đối với trường hợp mà ghép mà lùi bệnh hoàn toàn thì cái BFS/OS nó sẽ tốt hơn so với là chỉ là lùi bệnh một phần. Cái trường hợp thứ hai là cũng là lymphoma T mà TNK dùng mũi, thì ở khoa thì các phác đồ được lựa chọn á, thì gần như chúng ta thấy là sẽ cũng gần như có hai cái trường phái, một trường phái châu Âu với trường phái châu Á. Thì đối với trường phái ở châu Âu hay Mỹ á, thì lại là phác đồ SMILE, còn đối với châu Á đặc biệt á, là ở Nhật thì lại là đưa ra các phác đồ là DDVIT là chủ yếu. Thì tại vì mình cũng là dân châu Á cho nên là cái phác đồ lựa chọn á, là cũng phác đồ là DVIT. Và như vậy thì đối với những cái trường hợp mà DVIT như vậy thì thường là sau khi hóa trị 3 chu kỳ mà đánh giá nếu mà lui thì sẽ tiến hành thu thập tế bào gốc và ghép. Cả hai trường hợp lymphoma T ở ngoại vi hay là kể cả đối với cái trường hợp mà lymphoma hốc mũi, thì rõ ràng thì nếu mà đối với T ngoại vi thì chúng ta điều trị có thể là khoảng 4 đến 6 đợt thôi, thì như vậy thì cái khả năng thu thập nó vẫn tốt hơn. Và đối với những cái trường hợp mà DVIT á, thì cái khả năng thu thập thì nó sẽ, cái khả năng thất bại nó sẽ nhiều hơn. Thì ở khoa thì đối với những trường hợp này ngay từ đầu đã xác định đây là cái nhóm thu thập thất bại cao, cho nên là sử dụng phác đồ mà để thu thập tế bào gốc á, là phải sử dụng phác đồ hai thuốc, là trong đó chủ yếu là cái phác đồ là cyclophosphamide cộng với CSF. Và gần như các những các trường hợp này á, thì cũng thu thập được, có nghĩa là trên 2 × 10^6 kg cân nặng. Và gần như tất cả những cái nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng đối với những cái trường hợp mà chúng ta mà số lượng tế bào gốc mà khoảng trên 2 chấm á, thì gần như là chúng ta đủ để chúng ta tiến hành ghép cho bệnh nhân. Và như vậy thì qua cái nghiên cứu thì cũng thấy cái thời gian mọc cái mảnh ghép á, đặc biệt là cái phục hồi về tiểu cầu bạch cầu hạt, thì nó cũng không khác biệt gì so với các nghiên cứu. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì nó lại liên quan về cái nhóm đi sâu hơn, đó là cái nhóm về nhóm mantle cell. Thì cái nhóm mantle cell ở khoa thì chúng ghép được một vài ca thôi. Thì cái phác đồ được lựa chọn ở khoa là phác đồ là Hypercivat là chủ yếu. Mặc dù chúng ta thấy rằng ở đối với những trường hợp mà gần đây á, thì kể cả đưa vô cái TB, cái ức chế TPK cho bệnh nhân, PTK để điều trị, tuy nhiên thì ở khoa thì trước đây cũng chưa có ca nào sử dụng hết. Cho nên ghép chủ yếu là phác đồ Hypercivat. Thì gần đây thì cũng có sử dụng là phác đồ Triangle, có nghĩa cũng vừa phối hợp R-chớp về cộng với DH này kia. Tuy nhiên thì đối với những cái trường hợp mà lymphoma dòng mantle cell á, thì đối với những cái trường hợp này mà lùi bệnh thì bắt đầu sẽ ghép sớm. Và cái thời điểm đó thì ghép, sau khi ghép xong á, thì cũng duy trì là bằng Lena thôi, chứ không phải là cái erutinib giống như bây giờ. Và cũng có một số ca thì cũng ghi nhận tới thời điểm này thì cũng chưa có tái phát. Thì về cái phác đồ á, thì đối với những cái trường hợp mà thu thập tế bào gốc ở bệnh nhân mà nếu mà chúng ta quá trị liều cao á, thì chúng ta nên thu thập càng sớm càng tốt khi mà bệnh nhân đã lùi bệnh, chứ còn không là nguy cơ sẽ thất bại rất là lớn. Và cũng xin báo thêm là tại vì đối với cái trường hợp mà sử dụng Hypercivat á, thì cũng có những trường hợp là cũng thất bại với phác đồ huy động với CSFS cũng với cyclophosphamide, phải sử dụng cái Larry support cho bệnh nhân luôn thì mới đủ được để ghép. Còn câu hỏi thứ hai. Mời bác sĩ Phước. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị, như vậy phiên huyết học và nhi thì chúng ta đã có 5 bài báo cáo. Và thời gian chúng ta cũng đã sắp hết rồi, mình dành cái thời gian cho cái phiên kế tiếp.
Nếu mà các quý đồng nghiệp mình có những câu hỏi thì mình sẽ hỏi riêng các báo cáo viên. Thì tôi xin đại diện cho cái ban tổ chức sẽ mình sẽ kết thúc cái phiên huyết học và nhi ở đây, và chúc cho các quý thầy cô các anh chị cuối tuần vui vẻ ha, và mình dành năng lượng cho cái phiên kế tiếp. Cảm ơn ạ.